lại 1 2 3 lại đi 1 2 3 từ từ vô 1 2 3 Hôm trước á mình có quay con Win 13 cho mọi người rồi, nhưng mà mọi người nói là không biết là cái con này chi tiết như thế nào, micro ra làm sao, có tính năng gì. Ok thì làm lại chi tiết cho mọi người luôn, cho mọi người đỡ vân vân là có mua hàng hay không nha. Đây cho mọi người xem thử hình thức của Win 13 nhá. Nhìn em nó nè, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đây là toàn bộ của em nó nha. Đó thì trên đây á là Win 13 có hỗ trợ cho mọi người là hai con lo nhỏ nằm kế hai bên ha, cho mọi người đánh đã luôn, nghe đã lỗ tai luôn ha, vừa hát hay mà còn đánh nhạc sàn hay nữa. Ngoài ra mình đã có một cái lỗ thông gió ha, khi mọi người đánh nhạc sàn mọi người để vào sát tường á là chắc chắn là đánh hơn, nhiều khi là sợ là gung ginh nhà luôn đó. Và tôi nói vậy đó, mấy bạn tin hay không thì tùy ha. Đó ngoài ra là trước là phía đây là giờ mình quay ngoài là ánh sáng là mọi người không thể nào thấy được cái đèn led của nó. Anh camera qua zoom lên em ha. Đây mọi người thấy ánh đèn xanh đó không, đó là đèn led ha. Cái này không phải là để trang trí hay không ha mọi người, mọi người có thể là dặn nhỏ to trên đây luôn ha. Đó vừa có thể là nghe nhạc mà vừa có thể là decor trang trí luôn. Ngoài ra Win 13 có kèm cho anh em nữa nè, hai con mic luôn đó, sang trọng cực kỳ, màu đen nè, nhỏ gọn dễ cầm nắm luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mở lên test thử cho mọi người xem nghe luôn nha. Đây để mình từ từ để mình mở cho mọi người nghe thử ha. Đây đây nè, bên đây alo đây, alo 1 2 3 4 alo đó mọi người nghe chưa, alo 1 2 3 4 mọi người có thể đây nè. Ngoài ra Win 13 cho nên mọi người có thể chỉnh được là echo nè, đó echo nhỏ lớn nè, alo cái này tắt nè, lên nè, alo đó tiếng nhỏ lớn của mic luôn nè, nó nè tắt hết nè, lên nè, alo đó. Hoặc là có hỗ trợ mọi người cổng AUX là lấy nhạc từ máy tính laptop ra luôn ha, đó là cổng mic của 3.5 luôn, là để mọi người game telephone nghe vẫn được ha. USB thẻ nhớ nói chung đầy đủ cho mọi người trong Win 13. Ngoài ra chính giữa có thiết kế cho mọi người là một chỗ để đựng điện thoại để cho mọi người có thể xem phim, hoặc là có thể là hát karaoke trên đây, hoặc là có thể là dựng máy để nghe nhạc cho mọi người. Đây để anh làm cho mọi người nghe đây, thấy không tiện lợi không, vừa có thể giống như mình bật những cái bài nhạc đó, là có cái màn hình MV hay á mọi người để đây nè, vừa nghe nhạc mà vừa có thể mà để coi trang trí trong phòng khách phòng ngủ nữa. Bây giờ mình bật thử cho mọi người nghe thử chắc lo của Win 13 nha. Đây để mình bật lớn lên cho mọi người nghe. Đây nghe tí nha. Nhiều nó có cho mọi người tăng giảm âm lượng đó, để đến đây là trang trí nhà cũng rất là đẹp cho mọi người đó, thấy không, dễ xài tiện dụng, mấy bạn nào mà ít biết lắp đặt xài cũng được luôn, cách nói luôn tốt dễ dàng. Alo 1 2 3 4 5 6 nấm mới bình la, nào mình có thể hát karaoke trên đây luôn nha. Đấy mình bây giờ là mình sẽ ghi phim sương sương cho mọi người nghe thử nha. Anh em nào mà thích công viên 13 này á, bây giờ này, anh em nào hết con Win 13 này thì mua về chơi Tết ngay, cho các chị em, cho các anh em vừa nhậu vừa hát karaoke là quá tiện rồi. Cái gì, link sản phẩm là giỏ hàng của Win 13 mình sẽ phép để dưới đây cho mọi người. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha.